Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định soi kèo Liverpool và Burnley 18h30 ngày 21 tháng 8 vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Liverpool là một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh. Đội bóng Liverpool đã có hơn 30 năm tham gia giải đấu Ngoại hạng Anh. Thành tích của đội bóng Liverpool tại đấu trường này cũng rất lớn khi họ sở hữu 19 lần vô địch giải đấu. Trong mùa giải năm ngoái, tuy không thể lên ngôi vương nhưng đội bóng Liverpool vẫn lọt vào top 3 đội mạnh nhất và được tống vé tham dự cúp C1 châu Âu năm nay. Giới chuyên môn nhận xét về đội bóng có biệt danh Lữ Đoàn Đỏ sở hữu đội hình mạnh nhất giải đấu với hàng công sắc bén và hàng thủ chơi tập trung, đảm bảo khả năng ghi bàn và bảo vệ khung thành khá tốt. Ở lượt trận thứ hai giải đấu Ngoại hạng Anh năm nay, đội bóng Liverpool sẽ đối đầu với đội bóng Burnley với sức mạnh vốn có. Nhiều khả năng đội bóng này sẽ tiếp tục lấy về 3 điểm trọn vẹn. Trái với đỉnh cao phong độ của đội bóng Liverpool, đội bóng Burnley thể hiện phong độ xuống sắc thấy rõ. Sau 38 vòng đấu ở mùa giải năm ngoái, đội bóng này chỉ cán đích ở vị trí thứ tư đếm từ dưới lên trên. Nguyên nhân là hàng thủ chơi kém hiệu quả khiến đội bóng liên tục bị thủng lưới. Đặc biệt là hàng công cũng không tạo được nhiều bàn thắng. Họ chỉ có 33 bàn thắng sau 38 vòng đấu. Do vậy, bước vào cuộc so tài với đội bóng Liverpool vốn đang thi đấu khá thăng hoa, đội bóng Burnley dường như không có cơ hội nào giành chiến thắng. Không những vậy, nếu không cải thiện phong độ thi đấu, rất có thể đội bóng Burnley sẽ rớt xuống khu vực cầm đèn đỏ và phải chia tay với giải đấu Ngoại hạng Anh. Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ Liverpool và Burnley xét về lịch sử, Liverpool đã toàn thắng cả 5 trận. Về phía Burnley, họ chỉ có 1 trận thắng và phải nhận 4 trận thua. Vì vậy, có thể nói trận đấu sắp tới dường như thế trận đang nghiêng về đội bóng Liverpool. Dự đoán kết quả trận đấu giữa hai câu lạc bộ Liverpool và Burnley kèo tài xỉu chọn tài cả trận, dự đoán kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về câu lạc bộ Liverpool. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.